Hey, và hôm nay khỏe không Bé Cưng? Chào mừng Bé Cưng đã quay trở lại với channel của Dũng Senpai. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một cái tựa game giả lập hơi bị hay đấy. Đó gọi là Beat Battle Simulator. Thì dịch ra là gì? Giả lập cuộc chiến quái vật. Quái vật hả? Nghe hay đấy, nghe được đấy. Ok, quất thôi, để xem nào. Cái gì đây? Ok, một cái cánh đồng rất là lớn, không có gì cả. Chắc chúng ta phải bỏ động vật vào đấy. Hay là quái vật gì đây? T-Rex Raptor. Có khủng long luôn. Nice man. Elephant. Voi. Rhino hả? Rhino là con T-Rex hả? Ha mã nữa cơ. Chó nữa. Ok, thì đây là mấy cái con animal trong động vật trong cái game này. Rất là nhiều. Gì nhờ? Gấu này, rồi lừa này. Ui what the fuck man. Ui man, toàn là mấy con bá cháy. Wow, what the fuck. Bây giờ chúng ta sẽ có team khủng long vs team động vật. Nice man. Bắt đầu thôi. Chuẩn bị. Cái gì đây? Cái gì mà HP này? Được rồi. Chuẩn bị. 1, 2, 3, let's go. Ok, bây giờ hai team đã lao vào nhau rồi. Đâu, xem cái gì đây? Úi trời ơi, chết hết rồi. What the fuck? What? Oh my god. Ê, con dê. À, con ngựa. Cố lên. Ai, trời ơi, team động vật chết hết rồi. Team động vật chết sệt trơn luôn. Ui, quá kinh khủng. Darkwing, vậy là team bóng tối đã chiến thắng rồi. Team ánh sáng đã thua. Team động vật, trời ơi, gấu. Đánh như này có vẻ không công bằng cho lắm. Và chúng ta phải thêm động vật vào. Có vẻ là team động vật phải cho nhiều hơn một xí. Bởi vì sức mạnh nó hơi thấp quá so với khủng long. Cơ mà ngoài đời nó cũng vậy mà. Ok, bây giờ đây là chỉ huy. Đây là bát chỉ huy của năm. Chim kết cụt, bát chỉ huy. Bây giờ anh ấy sẽ chỉ huy đội quân động vật đánh bại đội quân khủng long. Ok, chim kết cụt. Chuẩn bị anh em, bắt đầu, let's go. Fuck you man. Yes, cuộc chiến đã xảy ra rồi. Ui, bây giờ các hai team có vẻ là khá là cân đây. Được rồi, ui rồi ôi, có khủng long báo chúa kìa. Nó cắn hết rồi, nó cắn chết hết rồi. Đậu xanh, anh bảo chúa. Ui, chúng ta phải xem anh bảo chúa. Má, anh ấy quá ghê. Anh ấy quá mạnh. Trời ơi, chết hết rồi. Á, gấu của chúng ta đã đi bụi hết rồi. Hươu cao cổ đi bụi rồi. Chọc đích. Á, anh ấy bị thông đích. Anh ấy bị voi thông đích. Trời ơi, chết thẳng cẳng luôn. Quá tội cho anh bạn ấy. Ôi, voi, cố lên. Cái gì đấy, chết hết rồi à? Ủa, còn sống không, còn ai sống không? Voi, cố lên em. Đấy, trời nó đi à. Trời, con khủng long to bự kia đây à. Mẹ sao nó to thế không biết. Trời ơi, để to vãi lìn luôn. Anh ấy chỉ còn 116 máu thôi. Trời, chết rồi. Đừng có đẩy khủng long bảo chúa lên đâu. Sen đi bụi rồi. Oh man, vẫn không đến lại được. Nè, có khủng long, con khủng long to bá cháy quá. Ok, và chào mừng anh em đã đến với cuộc chiến của chim cánh cụt và sói. Đây là một cuộc chiến tranh giành lãnh thổ. Gì nhờ? Sói này là sói ở Bắc Cực đấy anh em nha, chứ không phải là sói ở trên núi đâu nha. Ok, hello, và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu cuộc chiến. Chúng mày dám chiếm lãnh thổ của anh hả? Bây giờ anh sẽ giết. Giết hết, được chưa? Giết hết. Bắt đầu. Starto, let's go. What the fuck? Ui, đàn sói đang bay như chim ấy. Oh my god. What the fuck? Khoan, chiêu thức gì đấy? Cái chiêu thức gì đấy? Cái tụi chim cánh cụt nó có cái chiêu thức gì mà ảo diệu quá vậy nè. Không hiểu. Cái gì mà lượn như đúng rồi thế? À, đây là tuyệt chiêu lượn trên băng. Đây là một skill đã được sở hữu từ bằng cách chịch nhau. Đúng rồi. Anh ấy ấy, chúng ta vẫn chỉ còn một con sói cuối cùng nữa. Đâu rồi? Hình như anh ấy đi bụi luôn rồi. Ôi, chết hết rồi. Ôi, chim cánh cụt quá mạnh. Quá mạnh. Ok. Ok, được rồi. Đánh cược đi nào anh em. Đánh cược đi. Bây giờ chúng ta sẽ có
Một bên là T-Rex và một bên là khủng long mẹ gì mình không biết. Nhưng mà con này đắt vãi cực, đến tận 12k tiền luôn. Rồi bên này là 13k tiền. Bây giờ anh em cược đi, bên nào sẽ thắng? Được rồi, mình chưa biết bên nào thắng cả. Nhưng mà mình sẽ đặt cược cho bên bên khủng long màu trắng trắng kia, nhìn có vẻ ghê ghê đấy. Nhìn có vẻ ghê 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 hơn là khủng long T-Rex. Mình sẽ đặt cược cho đội ánh sáng. Được thôi, bắt đầu thôi để xem ai chiến thắng nào. Startle. Ui, đánh nhau to rồi. Đánh nhau to rồi anh em ơi. Ấy à, ấy à, à, nó ngồi lên lưng luôn. Hốt cái kiểu gì mà ngồi lên lưng luôn đây bạn ơi. Trời ơi, chết rồi. Cắn vỡ sọ luôn rồi. Một em đã đi bụi rồi, hai em đi bụi rồi. Bên T-Rex cũng đã gục 3-4 em rồi. Trời, chết rồi. Ấy à, cái gì đây? Cái gì đây? À, yes. Anh đã thấy mình nói đúng chưa? Đấy, 13k T-Rex vẫn thua 12k cái con khủng long trắng này. Quá mệt, trời ơi, phải nói là quá mệt. Quá ghê. Oh shit. Mình có thể gắn súng vào cho nó được, nữa được anh em ạ. Đấy, mình gắn pháo nữa này. Còn đây là súng súng phun lửa anh em ạ. Bây giờ bên T-Rex của chúng ta sẽ có và pháo và súng phun lửa. Còn bên này chúng ta sẽ có là shotgun. Đây, một bên là shotgun và một bên là súng pháo và súng phun lửa. Được rồi, bắt đầu nào. Trời này chắc bắn nhau tán loạn luôn quá. Ok, sao đây. Wow, ôi trời ơi. What the fuck. Ui, súng phun lửa nữa kìa. Ui, rồi ôi. Kinh dị, phải nói là kinh dị. Đốt cháy đen thui hết luôn. Bên T-Rex nguyên thật kìa. Trời, súng phun lửa quá mệt anh em ạ. Súng phun lửa quá mệt. À, bên T-Rex đã còn là chú khủng long cuối cùng. Đây rồi. Trời ơi, nhìn bạn thảm quá nhỉ. Ok. Và đây chúng ta có một chú sói rất là kinh khủng. Đây là gọi là sói điệp viên. Sói được trang bị vũ khí đến tận răng luôn. Còn bên này, bên kia là chúng ta sẽ có gì đây? Bên này chúng ta sẽ có khủng long bạo chúa và pháo. Được rồi, xem ai win nào. Cái này cái này là chắc cũng biết ai win rồi. Nhưng mà để xem, cái này vui phết. Lên nào, sói ơi, lên. Let's go. Wow, let's go. Anh ấy quá mệt, trời ơi, anh ấy quá mệt. Đít anh ấy thúi rồi, anh ấy bị thúi đi trời. Anh ấy lao đến như một vị thần anh em ạ. Được rồi, và bây giờ chúng ta sẽ có cuộc chiến giữa những con khủng long chậm chạp. Mấy cái con này thì mình không biết sao cái đuôi nó có cái gì ấy. Nhìn như kiểu là cái gì, cái chùy á. À, có vẻ là mấy chú khủng long này có thể tấn công được sau lưng. Còn bên này là mấy chú khủng long nhìn rất là ghê. Thôi, chiến luôn đi. Let's start. 3, 2, 1. Lên nào. Đội đen đang chạy rất nhanh, trời ơi. Wow, mấy con khủng long quật đuôi. Đúng rồi, mấy con khủng long này đang sử dụng đuôi để quật nát đầu luôn. Ui, cắn ghê bên bạn ơi. Ê này, cắn đi, cắn nó cho em. À, ôi sao chết hết rồi. À, sao mấy con khủng long quật đuôi sao chết hết rồi. Wow, trận chiến này không được cân sức cho lắm. Bên bóng tối đã thắng rồi. Mình cứ tưởng là mấy con khủng long quật đuôi này nó to hơn nên nó mạnh hơn rồi chứ, nhưng mà không phải rồi. Ok, đây mới chính là trận chiến thực sự này nè. Toàn là những con khủng long mà kiểu là đạp phát chết luôn đấy. To thế mịa luôn. Đây, một bên là một đống khủng long gọi là khủng long T-Rex version 2 và khủng long T-Rex. Còn bên này là khủng long ăn cỏ. Nhưng mà nhìn cái bộ dạng nó hình như nó éo thèm ăn cỏ hay sao ấy. Nhìn nó éo muốn ăn cỏ chút nào ấy. Bắt đầu nào. 3, 2, 1, 0. Ui, phóng to màn hình lên nào. Ui, quá mạnh. Trời ơi, hai bên đang đẩy nhau rất là ghê. Áp sát vào nhau rồi. Cắn rồi, sấp mặt cho con. Wow, hai chú T-Rex cắn nát con khủng long ăn cỏ rồi. Tuy vậy, diễn biến vẫn chưa biết được. Từ khoan. Ôi, có vẻ bên team bóng tối đang rất là áp đảo. Mấy con khủng long ăn cỏ đang sắp thua rồi. Ơi, gãy cổ luôn rồi. Wow, không được rồi.
Không được rồi, đúng rồi, kẻ ăn thịt vẫn luôn mạnh hơn này nè bạn. Không được rồi, không thắng được rồi, quá mệt. Rồi, anh ấy đã gục ngã rồi, Chúc Khủng Long cuối cùng đã gục ngã rồi. Wow, quá mệt. Tìm bóng tối quá mệt. Ok, trận này có vẻ cân này. Mình không biết là trận này có cân không. Hình như là không cân cho lắm. Nhưng mà một bên là 24k đô la, cá mập, lộn, cá sấu và súng minigun. Còn một bên là 14k khủng long. Bên nào sẽ thắng đây? Bây giờ ca này khó này, ca này khó đoán lắm này. Bây giờ mình đoán là bên cá sấu đeo súng sẽ thắng. Anh em chọn gì nào? Được rồi, bắt đầu thôi. Let's go. 3, 2, 1. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Bắn sấp mặt luôn kìa. Ui. Cái gì thế này? Ủa? Cái gì thế? What the f... What? What? Ui trời ơi. Bên cá mập thắng rồi. Bên ánh sáng thắng rồi. Vậy là chúng ta đã đeo súng cho nó. Súng siêu khủng luôn. Ok. Bây giờ chúng ta không có chơi uýnh nhau nữa. Bây giờ chúng ta chơi đá bóng. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái đội bóng nào để đánh lại cái đội bóng bên kia. Đội bóng toàn heo với chó không à. Bây giờ chúng ta có 300 đô. Để xem 300 đô chúng ta sẽ mua được gì. Rồi có thủ môn nữa chứ. Đấy, phải có thủ môn nữa chứ. Rồi cánh trái này, cánh phải này. Ê, hết rồi, hết tiền rồi. Ok, ca này mà không thắng thì thôi luôn. Được chưa? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ có một bên là đội chó, một bên là đội chó này là đội của máy nha anh em. Đây là thử thách, chúng ta đang ở trong thử thách làm thế nào để win được cái đội bên kia. Bây giờ bên mình là có sói. Bây giờ ok, let's go. Woo! Cố lên là mấy. À shit, bị rồi. Ok, đây rồi. Đây rồi, cắn chết miệng nó cho anh. Cắn chết miệng nó cho anh. Cố lên, sói, đá vào gôn nó. Đừng có đá về gôn mình. Gôn nó bên kia kìa. Gôn nó bên kia kìa. Trời ơi, gôn nó bên kia kìa. Đây, đúng rồi. Mày há bưởi, thắng chưa. Vào gôn chưa, kéo vào gôn. Yes. Mày há bưởi. Thua cho con. Cái gì, đấy, hiệp 2. Này thì chơi. Còn có kangaroo đằng sau nữa hả. Kangaroo làm hậu vệ hả. Tiền vệ của ta đâu, vô. 2-0. Lại mệt nào. Ê, mình hay vãi cái đái. Trời, đội bóng sói của mình quá ghê. Đội sói của mình đá quá ghê. Bay như đúng rồi ấy. 3-0. Trời, bá đạo vãi linh luôn. Đang rồi. Cắn nhau thì rất là ghê, nhưng mà vào đá bóng thì không biết ai winner nha. Được rồi, bây giờ chúng ta có một trận đá bóng giữa một bên là T-Rex và một bên là T-Rex version 2. Con khủng long này mình không có biết tên nó là gì nên mình gọi là T-Rex version 2 có được không? Chơi hết đi. Là sâu bitch. Cố lên nào, bây giờ mình sẽ ủng hộ cho đội T-Rex. Được rồi, T-Rex đã giành được bóng rồi. Ôi bên kia có bóng rồi. Cắn chết miệng nó cho anh. Được, không có cần đá bóng luôn, cắn chết miệng nó cho anh. Được rồi, đâu rồi. Đây, bóng đang bên sân của T-Rex version 2. Bây giờ anh em đéo thêm đá bóng nữa. Anh em chỉ cần cắn bóng rồi, ái lộn, cắn nhau rồi. Đã lộn gôn rồi kìa. Rồi, dụng rồi. Trời ơi, đấy, anh được vô rồi. Bóng vô gôn kia, mẹ nó chạy chậm quá. Tụi này nó chạy chậm quá. Rồi. Chỉ đa vãi. Chạy quá chậm luôn. Được rồi, trận 2. Wow, một pha tụng đầu của T-Rex tiền đạo. Anh ấy có một pha đụng đầu rất là ghê. Bóng nó bay tới sân của bên đối phương rồi. Nhưng mà vẫn chưa đoán được gì. Vì lúc nãy cũng bay đến sân đối phương nhưng mà wow. What? Wow, kéo bóng về lại. T-Rex, cố lên T-Rex. Cố lên, đấy, kéo bóng về lại. Rồi, ngon rồi. Đấy, cố lên, chạy nhanh lên. Mẹ, sao nó chạy chậm ghê, chạy nhanh lên. Đậu xanh nó hút cái kiểu gì thế. Cái đầu nó quay sang trái mà sao bóng nó chạy sang phải là thế đéo nào. Cố lên, T-Rex, cố lên. Ây da. Bóng bay lên trời rồi. Trời ơi. Hình như nó vào gôn luôn kìa. Mẹ nó, 2-0 rồi. Tôi cố tình tôi cho bên T-Rex nó đông hơn mà nó vẫn không chơi lại là thế đéo nào.
Ngon ngon ngon, được rồi. Bây giờ chúng ta có một trận không biết là có cân kèo hay không. Một bên là Raptor và một bên là Compi. Còn đây là chúng ta thủ môn của chúng ta, khí đột. Hai bên đều có khí đột là thủ môn. Rồi, trận này có vẻ khá cân này. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trận đấu luôn, trọng tài. Ui, được rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ui, tốc độ của hai bên là rất là nhanh. Tốc độ của hai bên là phải nói là cực kỳ nhanh luôn. Cái gì đây, cái gì đây? Thủ môn ra, thủ môn không thèm giữ gôn nữa. Thủ môn ra bắt bóng luôn. Thủ môn ra đẩy bóng luôn, đá bóng luôn. Trời ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. À, Copy cố lên. Dù Senpai sẽ ủng hộ cho đội của Copy. Ui, trời ơi. À, tụi kia nó trâu kìa. Ôi, không ai có ai giữ gôn cả, không ai giữ gôn cả. Không ai giữ gôn cả. Ngu người nè. Thấy à, thấy ngu người chưa nè, cái tội éo giữ gôn đấy. Lại, 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 lại. 1-0 cho đội bóng tối. Ái ra, ra, ra. Này thì không giữ gôn này. Một đều rồi. Trận rất là gay cấn, rất là gay cấn này mà. Phải nói là rất là gay cấn luôn. 1-0 cho đội bóng tối và 1-0 cho đội ánh sáng. Đội Compi cố lên. Thằng cái con khí đột về giữ gôn đi mày. Về giữ gôn đi mày. Ngu người đấy. Về giữ gôn đi mày ơi. Ôi ôi, Compi cố lên. Trời ơi, Ronaldo chúng ta đây rồi. Yeah, Ronaldo. 2-1 rồi, 2-1 rồi, 2-1 rồi. Còn một trận nữa. Nè, chúng ta vừa một có một quả. Có một thanh niên bị Ronaldo nhập. Hay là bị Messi gì đó nhập. Nè, quá ghê. Trời, hai đều. Hai đều luôn. Trời, vậy là hai bên đều rất là cân. Hai bên đều rất là cân. Trời ơi, cân quá, cân quá, cân quá. Có hay, có hay, có hay. Trời, nó trồm như kiểu là nó ăn, muốn ăn tươi, muốn sống như vậy. Ui, chưa vào, chưa vào, chưa vào. Mẹ. Vậy mà cuối cùng ở bên đội Compi lại thua kìa. Có một thanh niên được Messi nhập trận 2 mà giờ trận 3 nó éo nhập nữa. Ok, và đội Raptor đã chiến thắng rồi. Được rồi. Ok, ok. Cảm ơn anh em rất nhiều đã xem mình chơi các tựa game đánh nhau rất là phê này. Quá đã luôn. Được rồi, thì hẹn gặp lại anh em trong những tựa game tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào và chúc mọi người tốt lành. Bye bye.